Ngọc Lục xin mến chào tất cả các bạn. Sáng hôm nay là thứ năm rồi, 16 tây tháng 6 2022. Giờ hiện tại cũng y chang như giờ hôm qua luôn, 9 giờ 10, không cách nào mình đến sớm hơn được. Thì Ngọc Lục muốn chia sẻ tiếp tục cái series về cái bài đọc truyện của mình. Đó là Hạnh phúc hay không do ta quyết định. Hạnh phúc hay không do ta quyết định. Ngọc Lục xem màn hình lại để giới thiệu cuốn sách, nếu mà bạn nào hôm qua chưa có nghe đó thì hôm nay mình tiếp tục phần 2 nhé, chứ không phải là phần đầu. Phần đầu mình đã chia sẻ ngày hôm qua rồi, hôm nay tiếp tục là hạnh phúc hay không do ta quyết định. Đây nè quý vị, đây là cái quyển sách mà Ngọc Lục đã đọc được 24 trang ngày hôm qua. Hôm nay mình tiếp tục, có thể mình hy vọng mình đọc thêm được 20 trang nữa đi. Thì cuốn sách này có 120 trang. Câu chuyện của người Nhật và được dịch lại do người Việt Nam. Đây là cái phía sau của quyển sách cho nên Ngọc Lục để luôn á. Ở Việt Nam thì chắc có lẽ cái này xuất bản ở Việt Nam, thành ra là cái giá tiền có để trên đây luôn là 40.000 đồng. Mình không biết là họ có bán ở trên mạng hay không á, nhưng mà mình thấy rất là hay thì mình phải chia sẻ lại. Thứ nhất nữa là quý vị bận quá, quý vị không có nghe được á, thì cho con em quý vị nghe. Nó hữu ích ở chỗ là nó dạy cho chúng ta cái cách sống, cách nhân văn và cái cách hành xử rất là tốt đẹp với mọi người ha. Bây giờ mình tiếp tục nha. Thì hôm qua là mình tới đây rồi, trang 24 rồi đúng không? Trang 24 rồi. Bây giờ á mình sẽ tiếp tục. Nó không có để cái chương, có nghĩa là không có để cái chapter. Thành ra đó, xin lỗi, Ngọc Lục ngộm xe, thành ra nó hơi chật chội tí xíu ha. Thì đây là cái câu chuyện, cái trang số 25 nè, mình sẽ tiếp tục ngày hôm nay nè. Nó là khoan dung trong tình yêu chân thật có sự nghiêm khắc. Rồi Ngọc Lục chuyển màn hình lại để Ngọc Lục đọc cho quý vị nghe ha. Rồi đây là xe mượn của mình vẫn còn mượn. Quý anh chị em có khỏe không? Ở Việt Nam bây giờ 6 giờ sáng rồi, bà con thức dậy chưa vậy? Nếu thức dậy rồi cho mình một cái bình luận nha. Chào buổi sáng đi. Hello. Rồi Ngọc Lục tiếp tục cũng thôi, mình không có đủ giờ đó. Trong tình yêu chân thật có sự nghiêm khắc, tôi đã từng có lần không nhận tiểu luận của một sinh viên vì cậu ta đã không tuân thủ thời gian nộp bài. Cậu sinh viên đó sau khi giải thích vòng vo một hồi đã nói với tôi rằng sơ là người Kitô hữu, vậy mà lại không muốn giúp cứu cứu giúp một con chiên lầm lạc hay sao? Sau một thoáng giật mình, tôi đã đáp không. Không phải là ta bỏ rơi con chiên lầm lạc, mà chính là làm thế để cho con biết rằng khi con ra bên ngoài xã hội, con sẽ gặp sự nghiêm khắc khác xa sự nuông chiều. Sinh viên đó về sau đã viết thư cho tôi nói rằng đã kết hôn và đã có con sau khi tốt nghiệp. Vì thế cũng có những lúc tôi nghĩ rằng nếu như ngày đó tôi nói à không sao và nhận bản tiểu luận một cách dễ dàng thì tình cảm ấm áp giữa tôi và cậu sinh viên ấy ngày nay sẽ chẳng có. Khoan dung được định nghĩa là sự nhân hậu, luôn tha thứ cho người khác, chấp nhận họ và không bắt bẻ, nhưng tôi nghĩ chắc chắn nó sẽ giống như sự nuông chiều, kiểu dễ dãi nhưng tha thứ cho người khác và chấp nhận họ luôn cần đến sự quan tâm, tình yêu chân thật mà nếu nhìn qua sẽ nghĩ là sự nghiêm khắc. Tôi đã được dạy về sự khoan dung, chân thật trong vòng 7 năm ở độ tuổi 20 khi làm việc dưới sự chỉ bảo của một người Mỹ. Đặc biệt, khi liên quan đến công việc đó thì là sự nghiêm khắc không khoan nhượng. Làm việc dưới sự chỉ bảo của người luôn cho rằng cho dù chỉ là sự sai sót trong tính toán một xu thì ở phương diện tính toán sai nó cũng giống như tính toán sai 1 vạn đô la. Ngay cả một phút sai sót cũng không bao giờ được phép xảy ra. Tuy nhiên, người ấy rất tình cảm, người ấy đối với bản thân con người lại là một người có trái tim rộng, mở rộng và tình yêu tha thứ cho những điểm yếu của người khác. Đấy
là người đã dạy cho chúng ta thế nào là tình yêu đối với con chiên lầm lạc. Nhà anh chị em đợi chút xíu Ngọc khóa cái cửa lại nha. Chính vì nghĩ đến người khác mà mới có những lời nói nghiêm khắc, khoan dung với việc dễ dãi hay nuông chiều. Mến chào tất cả các bạn vừa vào. Ngọc Lục tiếp tục cái câu chuyện hạnh phúc hay không do ta quyết định. Ngày hôm qua mình đọc và ngày hôm nay là ngày thứ nhì. Chương kế tiếp, ý kiến của người khác. Trong ý kiến không muốn nghe có những đầu mối quan trọng. Tôi, người được nuôi dạy bởi người mẹ không bao giờ có cho phép con cái cãi vã lại với niềm tin vào câu tục ngữ. Ý kiến của cha mẹ không bao giờ là uổng phí. Lúc còn nhỏ, tôi là đứa trẻ luôn làm theo, luôn nghe và làm theo ý kiến của người khác. Nhưng từ sau 15 tuổi trở đi thì tôi bắt đầu phê phán cả bố mẹ, và những thứ vốn bị dồn nén từ trước đến nay đã bùng vỡ, và lần này tôi trở thành cố chấp khác thường. Chuyện này có thật đó quý vị. Những đứa trẻ mà từ nhỏ mà được cha mẹ dạy kỹ rồi rất là ngoan ngoãn vâng lời đó, khi mà trở thành tuổi teenager, có nghĩa là 13 tới 19 đó, mà em khi em hiểu được đó thì em rất là trở nên cố chấp, tại vì em có cái nhìn khác hơn với cái nhìn của ba mẹ. Nếu là ý kiến của tôi, của người mình thích thì tôi còn chân thành nghe. Nhưng đối với ý kiến của người mà tôi ghét thì tôi không nghe. Ngoài ra, tôi cũng phản bác cả những ý kiến đứng đắn chỉ vì với lý do ghét người nó nói. Có người đã dạy cho tôi rằng ý kiến là thứ tách rời với người nói và là thứ cần tiếp nhận một cách khách quan. Câu này đúng. Có nghĩa là chúng ta nhìn việc chứ không có nhìn người. Nếu mà chúng ta chỉ nhìn người đó thì cái câu người ta nói đúng mình cũng bác ra luôn thì mình lại là người sai. Cho nên chúng ta nhìn việc không có nhìn người. Cho dù là ai nói, hãy làm theo ý kiến đúng. Có nghĩa là chúng ta phải làm theo lẽ phải đó quý vị. Không cần phải tuân theo ý kiến sai lầm. Người ấy đã nói với tôi rõ ràng như thế. Để xem xét ý kiến của người khác, trước tiên phải có sự phán đoán ý kiến của riêng mình. Ngoài ra, còn cần đến sự khiêm tốn rằng không phải tư duy của mình bao giờ cũng đúng. Và cần có sự tôn trọng nhân cách của người khác bởi mỗi người đều có tư duy riêng. Bạn Hiệp Trần nói teenager là tuổi thiếu niên. Dạ, cảm ơn bạn. Việc lắng nghe và ghi nhớ trong đầu rằng cũng giống như bản thân mình, ý kiến của người khác là thứ sinh ra từ lịch sử cuộc đời của người đó từ trước đến nay và là thứ được hình thành dựa trên tiêu chuẩn giá trị của người đó có vai trò rất quan trọng. Không được quên sự nghiêm khắc rằng cho dù có ý kiến của bao nhiêu người đi nữa thì người ra quyết định cuối cùng không phải ai khác mà là chính bản thân mình. Vì vậy, bản thân phải chịu trách nhiệm với đối với kết quả của quyết định ấy. Không thể không coi trọng những người đã nói ra những ý kiến mà bản thân không muốn nghe, bởi vì chính những ý kiến như thế thật bất ngờ lại là thứ làm rõ hơn con đường mà bản thân nên tiến bước. Cho dù là điều người mình ghét nói ra, hãy làm theo ý kiến đúng. Hãy coi trọng những người nói ra những ý kiến mà mình không muốn nghe. Có nghĩa là những cái ý kiến mà đối lập của mình đó, thì mình cũng phải xem xét coi có đúng hay không, có hợp lý hợp tình hay không thì mình phải làm theo, chứ mình không thể nào nói là tại vì cái người đó là đối lập của tôi cho nên những gì họ nói ra là tôi đều phản bác hết. Chương tiếp theo, sự nuông chiều. Khi ném bỏ thái độ dựa dẫm, sức mạnh sẽ được sinh ra. Và Ngọc Lục xin chào rất là nhiều bạn mới vừa vào nè. Jason Lê, Thanh Hải, Văn Phúc Nguyễn, Trung Đỗ. Khi ném bỏ thái độ dựa dẫm, sức mạnh sẽ được sinh ra. Có người đã kể cho tôi nghe câu chuyện này. Người đó đã lâu lắm
mới đến thăm một người bạn thân ở trong núi. Mãi chuyện nên mấy chẳng mấy chốc thì trời đã tối sầm ở bên ngoài núi, thời tiết đã chuyển thành cơn bão. Cho dù bản thân người đó nghĩ rằng lâu lắm mình mới tới thăm bạn bè, nên chắc bạn sẽ cho mình ngủ tạm một đêm, nhưng ở phía người bạn không hề có dấu hiệu nào là thể hiện điều đó. Vì thế, khi người này nói muộn rồi, tôi chuẩn bị về đây, người bạn cũng không có ý kiến giữ lại và thậm chí cũng không nói tôi sẽ tiễn bạn xuống chân núi. Khi mở cánh cửa hành lang thì bên ngoài tối đen. Khi có người đó kêu lên tối nhỉ, người bạn chỉ nói tối lắm nên về cẩn thận đấy, và cũng không cho mượn kể cả đèn pin. Người đó đã đi xuống chân núi với nỗi hoảng sợ trong bóng đêm và còn bị vấp vào rễ cây nữa. Và rồi mưa mưa tạnh, gió ngừng thổi và trăng tỏ sáng. Người đó nói với tôi rằng khi anh ấy chợt nhận ra sức mạnh của bản thân đã sinh ra khi ném bỏ thái độ dựa dẫm và sự nuông chiều bản thân. Đây là câu chuyện về trải nghiệm của một người, nhưng chúng ta cũng đã từng có cảm giác như vậy. Cho dù biết rằng khác không, cho dù biết rằng khác không cho ngủ, lại vẫn thường nghĩ họ sẽ rồi sẽ đưa tiễn, và rồi cho dù biết rằng họ sẽ không tiễn, vẫn nghĩ thế nào rồi họ cũng chẳng lại cho mình mượn đèn. Tuy nhiên, khi phủ định dần từng thứ một, những thứ non nớt và dễ dãi ấy, và cuối cùng là ném bỏ tinh thần ỷ lại, thì thật bất ngờ con đường sẽ lại mở ra. Hello Quang Nguyễn, Huỳnh Phước và Mai Lê. Niềm hạnh phúc khi tự lực làm được điều gì đó là thứ rất khác với chất so với niềm vui khi được ai đó nuông chiều. Có thể nói rằng việc đó giống như sự khác biệt giữa người trước khi vào đường hầm chỉ biết đến ánh sáng với người biết đến và nếm trải ánh sáng khi đi xuyên qua đường hầm tối và dài chưa biết đến lúc nào mới hết. Khi ném bỏ tinh thần ỷ lại và sự nuông chiều, sức mạnh sẽ sinh ra và con đường sẽ mở rộng. Chỉ người đi xuyên qua đường hầm dài và tối mới có thể biết ánh sáng và hạnh phúc lúc xuyên qua đường hầm như thế nào. Chương tiếp theo, tự do của con người. Có lẽ là cái trang của Ngọc Lục đó có cái tên là Ngọc Lục yêu tự do, thành ra là cái bài gì mà có dính chữ tự do là Ngọc Lục yêu vô cùng. Và mình thấy nó có ý nghĩa vô cùng và nó hay dữ lắm. Tiện đây Ngọc Lục cũng xin mở ngoặc chút xíu là anh chị em biết bác sĩ Xuân Sơn Võ, người đang làm việc ở Việt Nam, ở như là ở Sài Gòn thì phải á, ông ta có phòng mạch riêng ở Sài Gòn á, ông ta cũng thường hay viết những cái bài rất là tế nhị, rất là hay, lên án những cái sự sai lầm, sự sai sót của cái nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam này. Thì gần đây ông ta lại bị mời, bị những người thanh tra công an ở Việt Nam mời về những cái bài Facebook mà ông ta viết. Rồi mình không biết là sau đó như thế nào, nhưng mà mình lại đọc được một cái bài viết của ông bác sĩ Xuân Sơn Võ đó. Thì ông ta nói là ông ta bị mất hứng, ông dùng hai cái chữ mất hứng để làm cho cái đề tài mà ông ta viết trong cái Facebook đó. Thì mình thấy cũng đúng, là tại vì mình đang làm một cái công việc rất là tự nhiên, rất là tự do, là mỗi con người chúng ta đều sinh ra là có cái sự phán đoán, phán xét của riêng mình, ý nghĩ của riêng mình và cái lương tâm của mình. Thì mình nói lên những cái sự thật, những cái gì mình nhìn thấy thôi, mình phản ảnh lại cái sự sai trái trong cái xã hội này. Nhưng mà không ngờ là cứ bị làm phiền mãi, thì ông ta nói là ông ta bị mất hứng. Nhưng mà trong cái lý do ông ta bị mất hứng đó, thì mình đọc mình chẳng thấy nói gì đến đến cái chuyện mà ông ta bị mời gọi do cái bộ công an này hết. Thì ông ta lại lái sang cái câu chuyện là ông ta bị Facebook chặn này nọ cho nên ông ta bị mất hứng. Thì mình thấy nó không có đúng, không có, nó không có hợp lý. Facebook nó cứ chặn mình là cái chuyện bao nhiêu năm nay rồi,
nó càng chặn thì mình càng viết, nó càng chặn thì mình càng càng chia sẻ. Thì thành ra là Ngọc Lục như thấy là chỉ có một cái chuyện mà làm cho mình mất hứng là một ai đó muốn bóp nát cái tiếng nói của mình, cái sự tự do của mình thôi, thì không ai khác hơn là những người đó, là những cái người cầm quyền cộng sản Việt Nam đó, hay là những người trong gia đình của mình đó, những người mà không có muốn mình nói đó, thì đó là những cái sự mà mình cảm thấy là mất hứng, phải không? Thành ra là Ngọc Lục thấy bài viết đó rất là hay, anh chị em coi lại á, cái trang của bác sĩ Xuân Sơn Võ đó. Tiếp tục, tự do của con người, hạnh phúc hay bất hạnh là do mình. Dạ rồi, bây giờ cái mạng nó trở lại rồi, Ngọc Lục xin lỗi nha. Lý do là Ngọc Lục đậu chiếc xe trước cái chỗ văn phòng làm đó, thành ra là cái phone nó bị chập chờn, nó kết nối với cái mạng ở chỗ văn phòng. Ngọc Lục tắt rồi, tiếp tục anh chị em nha. Đối với con người, khi được ai đó chìa ra bàn tay nhân hậu và ấm áp, thì việc biết ơn chân thành đều đó là rất quan trọng. Tuy nhiên, việc có ý nghĩ rằng lúc nào cũng sẽ có người khác giúp mình, trông đợi vào ý tốt của người khác và việc cảm thấy căm tức khi không nhận được sự giúp đỡ ấy là sai lầm. Tiện đây, Ngọc Lục cũng chia sẻ luôn là quý vị ở Việt Nam có cảm thấy giận dữ hay là căm tức những người Việt hải ngoại mà không có giúp đỡ cho quý vị đang gặp khó khăn đó, thì quý vị phải hiểu rằng không phải là chúng tôi vô tâm, không phải là chúng tôi không muốn giúp đỡ, mà là vì chúng tôi không muốn tiếp tay cho cái nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam này bằng cách là gửi đô la về mà thôi. Đó là một trong những lý do mà chúng tôi đã kêu gọi là không có gửi tiền về Việt Nam. Mong quý vị thông cảm cái chuyện đó và cũng cũng đừng giận dỗi hay là căm tức vì không nhận được sự giúp đỡ đó nha. Đại học, nữ sinh Notre Dame Station có tư cách như là liberal arts college, nhắm tới việc giáo dục con người tự do. Giáo dục con người tự do rất là quan trọng nha quý vị. Dạy cho con người tự do rất là quan trọng, tư tưởng phải được tự do thì chúng ta mới có những cái sáng tác hay. Chẳng hạn như trong về âm nhạc đó, phải có tự do thì nhạc sĩ mới sáng tác được những cái bài rất là ý nghĩa, hùng hồn và nó tự nhiên đến một cách lạ kỳ, ở chỗ là trước năm 1975 đó, những người nhạc sĩ đó họ đều sáng tác những bài nhạc rất là hay, đúng không? Rồi sau này năm 1975, sau năm 1975 đó, khi bị Cộng sản Bắc Việt cướp miền Nam Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa đó, thì đâu còn ai mà sáng tác nhạc hay được nữa. Tại vì sao? Tại vì bị kiểm soát, bị kiểm duyệt, rồi bị bóp nát cái tiếng nói, cái suy nghĩ của người ta, viết cái gì cũng không đúng, rồi cứ viết cái gì cũng không không có cho xuất bản, thì làm sao mà có được những cái người nhạc sĩ sáng tác hay được. Ngọc Lục tiếp tục lại, giống như là nghĩa đen của từng câu chữ, đó là những người tự mình sống cuộc đời của mình, đấy không phải là người dựa vào người khác, được người khác nuông chiều, mà là người và là những người sống với niềm vui và sự cô đơn, gian khổ trong nhận thức hạnh phúc hay bất hạnh của bản thân là do mình. Victor Emmanuel Frank đã từng viết về tự do của con người như sau: tự do của con người không phải là tự do từ nhiều điều kiện, mà là tự do đến từ việc quyết định phương thức hiện tồn của bản thân trước những điều kiện ấy. Chúng ta, những người không phải là thánh thần, chỉ có thể sống với những điều kiện nhất định. Trong đó, có những người ngay sau khi sinh ra phải mang trên lưng những điều kiện khó có thể chối bỏ. Bất cứ ai cũng phải sống trong các điều kiện như những người xung quanh, và cũng có lúc phải gặp những điều kiện khó ngờ, cũng như bệnh tật hay thiên tai. Dạ, chào anh Phương Trần, chào Bùi An, chào Hùng Phan. Việc chiến đấu với những điều kiện đó và loại trừ chúng cũng rất quan trọng. Tuy nhiên, khi không thể làm điều đó thì việc xác định bản thân mình như thế nào trước các điều kiện, đón nhận những điều kiện đó như thế nào sẽ trở thành những dấu hiệu thể hiện con người tự do. Người tự do là người có thể quyết định cả sự hạnh phúc và bất hạnh của cá nhân bằng trái tim mình. Con người có tự do trong việc tiếp nhận các điều kiện được đem lại như thế nào và bản thân mình sẽ như thế nào dưới những điều kiện đó. Trang kế tiếp,
lời tạm biệt của lễ tốt nghiệp, gửi tới những người sẽ bước ra xã hội, ngoài xã hội. Trong tấm bằng tốt nghiệp các bạn vừa nhận có một chiếc thẻ nhỏ, trên đó viết: Lạy Chúa, hãy ban cho con sự bình thản của tâm hồn khi tiếp nhận những điều không thể thay đổi và dũng khí thay đổi những thứ có thể thay đổi, cùng trí tuệ phân biệt hai thứ ấy. Đừng khổ sở vì muốn thay đổi những điều kiện không thể thay đổi được, cũng như đừng khổ sở vì không thay đổi được những điều có thể thay đổi. Hãy nuôi dưỡng trong lòng sự bình thản của tâm hồn khi tiếp nhận những thứ không thể thay đổi và có dũng khí thay đổi những thứ có thể thay đổi. Đây là tâm thế ném bỏ sự nuông chiều kiểu sinh viên của các bạn, những người sống dưới những điều kiện khắc nghiệt, phải coi trọng nó. Khi sự nuông chiều bản thân xảy ra và khi nhận ra đây có lẽ là sự dễ dãi của bản thân mình, thì các bạn hãy cầu nguyện những lời nhỏ nhoi này để xem hiện tại bản thân cần đến thứ gì. Nó là sự bình thản trong tâm hồn khi đón nhận, hay sự can đảm đối mặt, và hãy cúi đầu cầu nguyện khiêm nhường để có những trí tuệ khi nhìn vào nó. Mỗi năm khi tuyển sinh viên tốt nghiệp, chúng tôi không nói tạm biệt với các bạn mà chúng tôi từng nói rằng từng người rằng: các bạn đi nhé. Đấy là lời chào đi nhé khi các bạn bước vào thế giới ở đó đang nổi trận cuồng phong và đôi khi thì sai lầm. Chúng tôi đã nén đi cảm xúc muốn đi cùng các bạn và cũng không đưa cho các bạn đèn pin. Bởi vì trong 4 năm từ trước đến lúc này, các bạn đã học được từ giáo viên cách sống với tư cách và nhân cách của con người, biết đánh giá đúng đắn và lựa chọn sự vật. Việc học tập 4 năm ở trường đại học nữ sinh Notre Dame này chắc chắn đã làm cho từng người các bạn, cho dù năng lực thế nào đi nữa, học được sự yêu thương sâu sắc của Chúa trong sự tồn tại của mình. Về việc sống và yêu thương bản thân quan trọng như thế nào, sự giác ngộ, giá trị của bản thân và sự coi trọng người khác cũng như sự việc sống và nâng cao giá trị của người khác. Ngay cả ở những lúc như bị tất cả những người trong thế giới bỏ rơi đi nữa, thì nhất định cũng đừng trở thành người chối bỏ bản thân mình. Người sáng lập của chúng ta, mẹ Julie, là người không bao giờ quên nụ cười và câu nói: vị thần tốt sẽ luôn làm điều tốt. Cho dù là người bị đau khổ đến thế nào, bị đặt trong điều kiện xấu đến thế nào đi nữa, đấy là một người tự do thật sự. Các bạn, những người là con gái của người mẹ ấy, trong cuộc sống từ giờ trở đi, sự nuông chiều dành cho sinh viên không còn nữa. Đừng bao giờ quên nụ cười, hãy đối mặt với từng điều kiện một và tiếp tục bước đi như một người tự do. Ngôi trường đại học bốn mùa hoa nở, ngôi trường đại học có cây sòi có thể nhìn thấy từ cửa sổ 100 ND chuyển màu. ND là cái gì Ngọc Lục không biết, xin lỗi ha. Chuyển màu vàng lúc sang thu đầy thương nhớ. Một khi tiễn các bạn rằng câu nói các bạn đi nhé, thì sẽ hứa rằng bất cứ khi nào cũng chờ đợi sự trở lại với lời chào tôi đã trở về đây của các bạn. Đấy là lời tạm biệt của chúng tôi ngày hôm nay. Hãy yêu thương bản thân, tự giác về giá trị của bản thân và coi trọng người khác. Những sinh viên tốt nghiệp sẽ bước vào xã hội đầy khắc nghiệt. Cho dù là khi nào đi nữa, hãy đừng bao giờ chối bỏ bản thân và đừng quên nụ cười. Một bài viết rất là hay. Bây giờ Ngọc Lục xin kết thúc ở đây, đó là trang 40. Hôm nay Ngọc Lục đọc hơi bị chậm chút xíu. Bây giờ tại vì thời gian nó không có cho phép, 9 giờ 35 phút sáng giờ Sydney, giờ địa phương Việt Nam là 6 giờ 30 phút sáng. Ngọc Lục kết thúc ở trang 40, hay quý anh chị em ha. Trang 40 này
Rồi ngày mai, xin lỗi, không phải ngày mai mà là bao giờ đó có dịp thì mình sẽ tiếp tục cái chương tiếp có cái tựa đề là cho dù không nhận được những thứ mình mong muốn đi nữa. Mến chào cũng như là cảm ơn những trái tim của quý vị, lời chào hỏi và chúc sức khỏe. Xin hẹn gặp lại một dịp khác. Bye bye.